Vô gia. Anh à, hãy đi tỏ tình với chị Vô gia đi. Mai là lễ chanh mắt Tami. Ai sẽ nhân danh thần Krishna mà nói ra cảm xúc của mình. Giờ cô lại muốn chiếm lấy con trai của tôi sao Vô gia? Radio cũng nghe câu chuyện về thần Chanmat Tami. Đúng như dự đoán, cái chết của quỷ Can được lên kế hoạch bởi không ai khác ngoài đứa con thứ 8 của chị gái Devaki. Can đã giam giữ em gái mình và Vasudev chồng cô ta. Sau đó Can bắt đầu cuộc sống trong nỗi sợ, vì hắn biết rằng một ngày nào đó Kanha sẽ sinh ra. Đó sẽ là ngày kết thúc tội lỗi và kết thúc sự sống của hắn. Ở quý Maharajata là thời Kali Yuga bắt đầu. Dù cho tôi có phải là Kali Yuga thì vì con trai tôi cũng cam lòng. Con trai tôi lừa tôi để mời cô tới Chanmat Tami cầu hôn cô, để xem nó sẽ cầu hôn cô như thế nào. Để coi nó sẽ làm sao. Thật quá khó đối với tôi để mở lòng lần nữa. Chỉ cần nghe thấy từ yêu là tôi thấy sợ hãi. Chỉ trong 2 tuần thì tôi nghĩ không có khả năng thay đổi được điều này. Tôi không muốn vì vậy mà mất thời gian của anh. Không sao Vô gia, nếu câu trả lời thật sự của cô là không thì cũng không sao cả. 2 tuần vừa qua cô dành cho tôi là rất quý, tôi sẽ nhớ nó mãi mãi. Còn cô không cần lo lắng gì cả. Tôi không thấy điều này là mất thời gian. Thời gian với cô là một kỷ niệm đẹp. Cô tin tôi đi. Sao Achun lại không gọi cho mình? Con à, sao con cứ cầm điện thoại hoài vậy? Con đang chờ ai gọi điện sao? Không đâu mẹ, con chỉ đang đọc tin tức mà thôi, không có gì hết. Nu, có bao giờ con suy nghĩ rằng con nên có tinh thần trách nhiệm giống chị gái không? Chị con vừa lo liệu việc nhà cửa, vừa đi làm ở công ty. Con cũng biết rõ năm ngoái Vô gia gặp phải những chuyện gì. Thay vì vậy, con chỉ được, con vô dụng, mẹ đừng nói nữa. Con không phải là gì cả, có phải vậy không? Con gây rắc rối cho mẹ. Ý mẹ như vậy có đúng không? Con đừng hiểu sai ý mẹ, đó không phải điều mẹ muốn nói. Con xin mẹ, con sẽ không gây rắc rối nữa đâu. Con sẽ đi tìm việc làm, con không vô dụng như vậy. Nhưng con bé làm sao vậy? Victor à? Dạ tôi đây, cậu đi đâu vậy? Tôi gọi cậu khan cả cổ, sao không nghe điện thoại? Thưa bà, anh Adi cầm điện thoại của tôi. Sao? Thật ra sáng nay khi anh Adi và Achun tới nhà của cô Vô gia thì anh Adi đã cầm điện thoại của tôi rồi. Vậy sao? Thôi được rồi, cho tôi ly cà phê. Dạ. Sao Adi cầm điện thoại của Victor? Nu, em nghĩ sao? Ai sẽ thắng ở Dahihandi? Achun hay Adiya? Ôi mình điên mất rồi. Thắng thua đâu quan trọng. Đây không phải là cuộc thi. Nu chuẩn bị nhanh lên đi. Anh tính mặt như vậy à? Chị đang nói chuyện với em đó. Chị, em không đi với chị được rồi.
Sao lại không đi? Em có hẹn phỏng vấn, giờ em phải đi. Phỏng vấn xin việc, em sẽ tới đó muộn. Em chào chị. Nè, nghe chị nói, chúng ta đi sớm rồi sau đó trở về nhà. Dạ, đi thôi. Nghe chị nói, có chuyện gì? Có việc con Nôn đóng tới nhà Huda. Thật ra thì con Nôn chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc. Phỏng vấn xin việc à? Con gái, con đang làm công ty giót cùng chị mà. Chuyện phỏng vấn, việc này là sao? Dù con có muốn làm giống như chị vô gia, thì con cũng muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Bởi vì con chưa bao giờ tự lập, cho nên mọi người đều cho con là đồ ngu ngốc. Đó là lý do con đi phỏng vấn. Nu, mở miệng ra. Muốn có khởi đầu tốt thì nên ăn một ít sữa đặc. Loại sữa này là loại thần Ritna thích. Thần linh sẽ phù hộ cho em để có một kết quả tốt nhất. Phải trái cây ra chứ? Tốt lắm. Sao ít bánh mô ti vậy? Có nhiều khách mời nên phải lấy thêm. Vậy không được, làm hai loại lassi nữa, vừa ngọt vừa mặn được chứ? Mấy bóng đèn, mẹ ơi, bình tĩnh đi. Victor lo liệu được, mẹ cứ thoải mái. A Jun, sao mẹ thoải mái được? Có biết còn bao nhiêu việc không? Còn ba con nữa, đi Singapore có 2 ngày, mà nay 5 ngày rồi. Bây giờ ông trở về xem coi mẹ chửi xối xả không. Tôi có thể băng qua đại dương để trở về nghe tiếng bà chửi. Ông đã về rồi. Tôi vui lắm. Sao không nhắn tin trước là ông về? Nếu tôi nói trước với bà thì làm sao thấy được nụ cười xinh đẹp này. Bà đã về rồi. Thật vui mừng ông đã về. Thời gian tôi khá mệt mỏi về chuyện của Adi. Adi đâu? Govinda đã về rồi, Adi. Còn khỏe không? Ba xin lỗi, ba xin lỗi. Giờ ba về rồi, con cảm thấy tốt hơn nhiều. Ông lên phòng sửa soạn đi, chắc khách khứa sắp tới. Tuyệt vời lắm. Mẹ đi kiểm tra lại. Anna, Govinda cố lên. Năm ngoái cảnh báo anh rồi, em sẽ thắng Dahi, Handy. Năm nay em cũng cảnh báo anh một câu y chang, là em nhường anh thắng. Em có lương tâm mà. Thần Radha tới rồi. Thần Radha tới rồi. Tới ngay. Yeah.
Hathigodafai, Chankan Hai Dalaki. Tôi đọc đúng không? Đúng. Chan Matami vui vẻ, anh cũng vậy. Không ai có thể ngăn cản Radha và Rita thành một đôi. Giờ đây chắc chắn thần Kanhada sẽ đẩy thuyền cho mình. Ôi thần linh, đồ của chúng ta giống thần Radha và Rikna quá. Giống thần Radha và Rikna. Yoja, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Là về Asat. Chào mọi người. Chào vô giá. Thật là bữa tiệc tuyệt vời. Adiya chúc mừng Chanmattami. Cảm ơn anh vì đã tới. Thật ra hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cả hai người. Adi đang ở cùng Asat và Yoja. Hy vọng Adi không bày tỏ tình cảm lúc này. Asat, thật ra cái ngày ở bệnh viện, Asat, cậu tới rồi. Ba mẹ cậu không tới cùng sao? Họ đang trên đường tới. Cậu tới đây để tôi giới thiệu cậu với chồng tôi. Dù sao thì cậu cũng đã cứu mạng Adi. Nào chúng ta đi thôi. Tôi cũng phải đi. Nè, tôi có thể giữ món quà Chanmattami này không? Tất cả là của cô. Anh đúng là người bạn rộng lượng. Cô chú khách sáo quá. Chỉ là chút quà nhỏ. Bởi vì cô chú mới biết mẹ con phát quà từ thiện trong lễ Chanmattami, nên cô chú mới mang một chút quà tới. Vậy cô chú đi con cầm cho. Được được, cẩn thận. Cảm ơn Ajun. Cô chú, sao con không thấy Nu? Nu nhà cô. Coi kìa, thông gia nhà chúng ta tới rồi. Xin chào ông, xin chào bà. Xin chào, chúc mừng Chanmattami. Chúc mừng Chanmattami. Cảm ơn cô chú, đi thôi. Sao không thấy Nu? Tôi rất mừng vì mọi người đã đến thăm. Thật ra một phần tôi mời mọi người tới nhà là để nói lời xin lỗi. Chuyện xảy ra mấy hôm trước, tôi đã quá lời, nói những điều không hay tới vô gia. Biết nói sao đây? Tôi cũng là một người mẹ, đôi khi cũng bị cảm xúc lấn át lý trí. Anjana, hôm đây là ngày lễ, chúng ta hãy quên hết những chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu. Tốt thật. Xin mời mọi người ăn chút bánh. Victor, Ajun à, tới đây con. Con xin phép. Sao mẹ? Các bạn nhỏ ở trại mồ côi cũng tới lâu rồi. Con lên thông báo bắt đầu chương trình đi. Dạ mẹ. Có một chuyện quan trọng tôi muốn nói mà lúc nãy chưa kịp nói với hai người. Cái ngày ở bệnh viện, tôi biết anh muốn nói điều gì. Anh muốn nói cảm ơn tôi có đúng không? Hôm đó lẽ ra tôi túc trực tại bệnh viện, vậy mà tôi lại chạy tới để cứu anh. Chuyện đó không đáng gì đâu Adiya. Ngược lại anh cũng sẽ làm vậy. Nhưng nói chuyện đó, tôi phải cảm ơn anh. Nếu hôm nay anh không tới tìm chúng tôi không biết mình sẽ ra sao. Đây là lần đầu tiên vô gia chúng tôi, mà trong đó có mình. Đúng đó vô gia,
Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi nghĩ Adiya cũng nên cảm ơn cô. Khi Adiya bị thương, cô đã đưa Adiya về nhà. Chúng ta cứ cảm ơn vòng vòng mãi như vậy thì sẽ không đâu. Nhưng điều tôi muốn nói không phải cảm ơn mà là chuyện ở bệnh viện. Thưa quý khách thân mến, xin mọi người chú ý, đã đến lúc giới thiệu với quý khách về những người bạn trẻ đáng yêu từ tổ chức ASA. Các bạn nhỏ có một tiết mục tuyệt vời. Xin một tràng pháo tay chào đón những ngôi sao của tổ chức ASA. Có tiếng đèn. Con nhìn đi. Màu đỏ của con, màu xanh cho Ajun. Mẹ biết vì sao con thích lễ Dahihandi này không? Vì năm nào mẹ cũng trang trí màu đỏ và xanh cho tụi con. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Victor à, mang chúng lên kia đi. Con biết không Adi, tới thời điểm thần Rick đã ăn bùng, rồi đức mẹ Yasuha mở miệng, con biết thứ gì hiện ra không? Là cả vũ trụ. Và mẹ cũng vậy. Đối với mẹ, con chính là vũ trụ. Con biết mà, đúng không? Tất nhiên con biết. Sao tự nhiên mẹ lạ như vậy chứ? Có phải con làm gì sai làm cho mẹ buồn không? Vậy thì con xin lỗi không đâu con trai. Sao mẹ buồn vì con được? Mẹ giận con thì mẹ biết đi đâu. Từ hôm nay, hãy nhớ điều mẹ sắp nói. Mẹ có làm chuyện gì thì cũng đều là vì con. Mẹ, con cũng sẽ vì mẹ. Mẹ có thể kiểm tra con nếu muốn. Mẹ nhìn xem, mấy đứa trẻ đang nhảy múa kìa. Thôi nào, ra đó xem thôi mẹ. Con qua đó trước đi. Cô tới gặp ai? Xin chào, tôi tên là Sushi Dewey. Tôi tới phỏng vấn. Tôi có hẹn với ông Tanu Kapoor. Vậy thì cô chờ một chút, ông Kapoor đang họp. Được, được. Cuộc gọi nhỡ của Ajun cuối cùng cũng biết gọi mình. Sao cậu dám dùng điện thoại? Xin lỗi sếp, đang giờ họp mà cậu dám dùng điện thoại. Nhìn tôi xem, tôi cũng đi làm xuyên lễ. Vậy mà cậu dám nhắn tin trong giờ làm việc. Nhưng thưa ông, không nhân nhị gì cả. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu còn tái phạm, cậu sẽ bị đuổi việc. Ông ta đúng là quá giật sống. Mọi người nói đúng, mình không nên tới đây phỏng vấn. Mình toi rồi. Ông chủ gọi cô. Sao? À sát, có rảnh không? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh. Tất nhiên rồi, anh nói đi. Hôm đó có cuộc gọi từ bệnh viện. Chờ một chút. Nhưng đây đâu phải là số của bệnh viện. Ai đó, khoan đã, Adiya, tôi phải nghe cuộc gọi này.
Sao cứ nói hoài không được vậy chứ? Làm sao nói sự thật đây? Ai đang gọi vậy? Trả lời tôi đi. Alo. 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 Đây là số của cô à? Không, đây là điện thoại của Victor. Victor là một nhân viên của nhà tôi. Tôi không hiểu chuyện này là sao. Tại sao trong điện thoại của Victor lại có số của cậu? Tôi cũng không hiểu. Nhưng vì người này mà tôi và Yoya mới bị kẹt trong vụ bạo loạn. Một cuộc gọi nặc danh. Nặc danh. Nhưng hôm đó ai đi cầm điện thoại nên Victor không biết gì đâu. Sao anh ta làm vậy? Chắc là một trò đùa thôi. Sao anh ta làm vậy? Sao anh ta đã tới cứu tôi mà. Cô đang che giấu điều gì phải không? Nói tôi nghe đi. Có lẽ là Adia muốn dụ cậu đi khỏi nhà của Yoya. Ra khỏi nhà Yoya. Sao anh ta làm như vậy? Họ là bạn tốt mà. À sát bởi vì Adia yêu Yoya. Sao? Xin cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng đó. Tôi không kiểm soát được lời nói. Đúng là Adia không có lý do để làm vậy. Dù sao thì cậu cũng là hôn phu của Yoya mà. Victor thật là... Chắc cậu ta mất trí rồi. Sao lại đi dựng lên mấy câu chuyện như vậy? Là do Victor dựng chuyện. Chưa biết anh ta dựng chuyện hay đã nói sự thật. Xin lỗi cô. À sát. Xin lỗi tất cả quý vị. Tôi xin thông báo rằng lễ Dahi Handi năm nay sẽ có một chút thay đổi. Mọi năm truyền thống nhà Huda sẽ là cuộc so tài giữa tôi và Achun, nhưng năm nay sẽ là cuộc thi giữa tôi và Asad. Xin một tràng pháo tay. Không được. Tôi chưa bao giờ làm chuyện này. Tôi không tham gia. Sao vậy? Anh sợ à? Không có khó lắm đâu. Anh nghĩ là tôi sợ anh à? Tinh thần quá tốt. Bà thích lắm. Chắc cuộc thi này sẽ rất vui. Lần trước khi tranh tài nấu món cơm, Asad là chiến thắng Adia. Để xem hôm nay ai chiến thắng cuộc thi này. Chỉ là lễ hội thôi mà, đừng quan trọng thắng thua. Một số người chỉ quan tâm tới chuyện thắng thua mà thôi. Và sẽ làm mọi chuyện để chiến thắng. Không dừng lại ở thủ đoạn nào. Thậm chí có thể ăn gian và chơi xấu. Tôi không biết lúc nào anh đang nói chuyện với ai. Nhưng trong cuộc thi Dahi Handi này, ta cần phải chơi đẹp. Sẽ không có ăn gian, bởi vì mọi người đều biết Adia Khuda ghét nhất là chơi ăn gian. Vậy thì bắt đầu thôi.
Anh muốn đập bình nào? Mọi năm tôi chọn bình màu đỏ. Tốt thôi. Vậy tôi chọn bình màu đỏ. Hôm nay nó sẽ là của tôi. Được rồi, mời mọi người ra ngoài. A Chun dẫn đường. Dẫn đường đi con. A đi già. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh. Tôi cũng có chuyện cần nói với anh. Vào hôm chúng ta tranh tài ở nhà Du Gia, hai đứa ra ngoài đi. Ra ngoài. Mẹ cho con 2 phút. Không được đâu, mọi người đang chờ. Nhanh chân lên. May thật, suýt chút nữa mình phải nói thật cho A đi biết rồi. Sao mà A sát dội vậy? Chờ một chút thôi, rồi cậu sẽ có cơ hội để nói. Ôi không, sao Victor lại để ở đây? Victor, Victor, A đi, tới đây. Coi nè, mẹ nói Victor mang ra ngoài, vậy mà giờ chúng vẫn ở đây. Để con đi tìm, sẽ trễ mất đó, con tự mang ra đi. Con, được rồi để con làm. Bình quá đẹp, quá đẹp đi. Đúng là rất đẹp. Trong đây. Sao còn đứng đây? Làm bữa sáng chưa? Dạ chưa. Phải làm xong bữa sáng trước. Đi đi, trước khi bữa sáng bị nguội. Nhớ cẩn thận với bình Rijuala nha. Nhưng dù già, tôi không có thù hằn gì với cô. Nhưng hễ ai xen vào giữa tôi và con trai tôi thì đều phải lãnh kết cục này thôi. Người tốt nhất sẽ thắng. Nhân danh Thánh Allah.
A đi. Có vaccine uống dán trong xe con. Để tôi đi lấy. Ai làm chuyện này? Ai cả gan làm chuyện này trong nhà của Huda? Trả lời tôi đi. Ai bỏ mạnh dụng móng tay và thủy tinh vô trong bình đó? Mẹ ai làm những chuyện như vậy? Gia đình mọi người tới đây dự lễ nhà ta bao nhiêu năm nay, họ quý gia đình ta quyên góp rất nhiều cho tổ chức của họ. Sao họ làm như vậy? Ai đã làm vậy? Asad xém chút được bị mù mắt. Vậy là đủ rồi, tôi không thể tha thứ thêm nữa. Vì nhận là mời của các người mà con rể tôi bị tấn công, tôi sẽ báo chuyện này cho cảnh sát. Tôi phải báo cảnh sát. Chờ đã ông CDQ, chờ đã. Gọi cảnh sát chỉ làm mọi việc rắc rối hơn thôi. May mắn là Asad không bị thương nặng, tôi có thể lo liệu. Ai làm thì tự giác đứng ra, bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát và người đó phải ngồi tù. Sau khi sơn mình, chúng tôi giao cho bà Anjana. Tôi sao? Đúng vậy, nhưng mà sau đó Adi đã nhờ tôi, đã nhờ Adi mang chúng ra ngoài. Con đã làm đúng như là mẹ nói. Chúng tôi thực sự không biết gì cả. Anh Adi đã giữ chiếc bình. Asad bởi vì Adi yêu vô gia. Dân thư bà, đủ rồi, mọi người đi đi. Lúc này Adiya đã nói với tôi, mọi năm sẽ đập chiếc bình đỏ. Tại sao năm nay để tôi đập nó? Tôi chỉ đưa ra đề nghị, anh mới là người đưa ra quyết định. Tôi đưa ra quyết định sao? Anh thách thức tôi trước mặt tất cả mọi người, nên tôi đồng ý. Và thật tình cờ, những miếng thủy tinh và móng tay là ở trong cái bình đó. Anh đang ám chỉ điều gì? Điều tôi muốn nói là chuyện vừa xảy ra là do anh cố tình hãm hại tôi.
anh nghĩ anh là ai? Liệu tôi có dư thời gian để bỏ mảnh thủy tinh vô bình đó hay không? Anh nghĩ vậy sao? Tôi xin lỗi. Vậy thì anh lầm to rồi. Asad Adiya nói đúng. Sau đó phải làm chuyện đó chứ. Một người khác làm chuyện này. Còn thử nghĩ xem. Mà xem Adiya từng cứu con và vô gia khỏi bạo loạn ở Rahat Naga, con đồng ý. Nhưng cô có bao giờ để ý tại sao chúng con tới đó? Hôm đó là ngày nghỉ của con. Con đang cơm trưa với nhà cô, đột nhiên có một người gọi tới, tự xưng là nhân viên của bệnh viện, gọi con về để thực hiện một ca mổ cấp cứu. Chính bởi vì cuộc điện thoại đó, con và vô gia mới dính phải cuộc bạo loạn. Đó là một báo động giả, và Adi chính là người gọi. Asad, thật ra lý do tôi mời anh tới đây hôm nay là để làm cho xong việc ngày hôm đó. Tôi gần như nhém được mất mạng. Khoan đã, vậy ai đã cứu anh? Đúng vậy, đầu tiên anh đã dụ tôi vào một tình huống nguy hiểm, sau đó trở thành người hùng để cứu tôi. Một kế hoạch hoàn hảo, chủ yếu là nói dối tôi, đẩy tôi tới cái chết. Anh là loại người gì vậy? Anh phải tin là hôm đó tôi không hề biết ở đó có bạo loạn. Vậy anh đã thừa nhận rằng anh là người gọi cuộc gọi đó. Tôi biết mà. Anh thú nhận luôn đi. Anh đứng sau chuyện hôm nay đúng không? Anh có bị mất trí hay không? Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ? Anh hiểu tôi lắm sao? Tôi giống người bị tâm thần, đòi giết anh à? Anh chỉ là một người tệ hại, ích kỷ. Vì ích kỷ mà có thể làm được mọi thứ. Sao anh dám đổ lỗi vu oan cho Adiya một cách vô lý như vậy?